Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 tỷ token Dogri Genu được bạn. Thì hiện tại mình theo thông tin của trên nguồn ngay góp thì nó đang phân phối nha các bạn. Mình không biết làm dự án này có kịp nên các bạn làm mà. Thì nó cũng nói em là vào ngày 16 tháng vào ngày 15 tháng 6 nó phân phối hết. Thì để tham gia dự án này các bạn click phần liệu mô tả mở tới trong start chatbot đó bạn. Các bạn bấm theo sau này góp nè. Làm đi nếu không về cũng có trả mất gì đâu. Rồi các bạn cho kênh góp kênh seller nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn cho tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow fanpage Twitter đó nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và các bạn tweet là bây giờ được game nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tiếp nha các bạn. Thì bạn nào chưa có tài khoản Reddit thì đăng ký một cái tài khoản Reddit nha bạn. Thì đăng ký cũng tương tự như Facebook, Zalo vậy thôi. Rồi các bạn xôn xao rồi xuống đây thì các bạn bắt đắp lại rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Medium nè. Trên Medium thì bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn vuốt Dogri nè. Thì bạn nhấp vào đây nha các bạn. Vuốt Dogri xuống đây thì các bạn chỉ việc like cho nó một sao thôi các bạn. Ok, bạn phải đăng nhập hành động này để thực hiện. Tất cả các bạn phải nhập cho bao anh cùng các bạn đăng ký một cái tài khoản trên dự án của nó nha tất cả các bạn. Rồi thì các bạn đăng ký email và mật khẩu nha các bạn. Là xong xuôi rồi. Rồi các bạn vô đây các bạn like cho nó một sao đi. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm nhập một submit đi tên nè. Nói của Sol Telegram group không thì các bạn vào kiểm tra. Rồi, các bạn bấm Don nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nó cộng anh 1133 3 số 1, 3 số 2. Follow tờ tweet và retweet inbox. Rồi các bạn copy hashtag này là itdot nè các bạn. Các bạn copy hashtag này bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn retweet link này các bạn. Không có tag người bạn các bạn. Rồi các bạn like hồi nãy các bạn tweet thì các bạn hoàn tất tất lại các bạn. Rồi các bạn chích dẫn cho tweet nè. Các bạn dán hashtag nó vào người ta các bạn. Và tag vài người bạn của mình vào đi các bạn. Dán vào hoàn tất lại. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link phong này nè. Telegram này nè. Submit you. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên cái link tweet nè. Các nhấp cho bạn anh cùng nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tweet doc nè. Mình sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Submit. Tiếp tục thì bạn điền lại username Reddit các bạn. Thì các bạn nhấp vào Reddit trên đây nè. Phan các bạn. Phan. Rồi các bạn nhấp vào bao anh cùng các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha. Thì các bạn copy username cái disk mình vô này nè. Copy luôn này luôn nè. Các bạn sao chép nè. Các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi bạn nhấn vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền là username minimum. Thì các bạn nhấp vào minimum nè. Các bạn nhấp vào ảnh đen đen nè các bạn. Minimum rất lâu quá. Rồi các bạn copy username mình là chỗ này nè các bạn. A cộng ảnh nhân quỳnh 5991.com. Thôi các bạn chờ mình điện username các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ bên. Hỏi có vút list on có vút không. Thì tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với chút BNB sở mát chen bet 20 nha các bạn. Đâu. Phải. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate cho mình ra nè các bạn. Bạn copy địa chỉ BNB sở mát chen của mình nè. Các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn nhấn vào đây nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Ok, các bạn bấm vào status đi.
cập nhật từ khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 1.000 tốc 1 triệu 1 tỷ tốc cần Dotry nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tốc cần Dotry đến đây kết thúc các bạn. Chị mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.